Xin chào mọi người nha, mọi người ơi, nên mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế bánh xe chân vàng cao 650 à 6585 muối vuông bên mình cho các bạn xem nhé. Hiện tại thì mình có khoảng chục màu, nhưng mà đây mình quay 3 video cho các bạn xem nhé. Đây, đến giờ đây mình sẽ quay chất lượng cho bạn này. Muối của nó này là 3535 nhá. Đừng khi mũi chỉ hoàn thiện rất chi là cao nhá. Bên trong còn lớp mút êm này, đệm dày khoảng 6cm này mọi người nhá. Chân của nó đó là kim loại mạ vàng nhá. Kim loại mạ vàng nhé, và bánh xi xe chở sẽ được dàn tiện lợi nhé. Ghế này phù hợp với những ghế là ghế quầy ba này, hoặc là ghế làm bánh ấy, dạng cao ấy mà mọi người thích có bánh xe di chuyển thì mọi người có thể linh động mua dòng này nhé. Đây là những màu sẵn mình có, ngoài ra thì các bạn thích đặt những màu khác thì các bạn cứ vào giỏ hàng xem xét các bạn. Thôi mình quay qua một đoạn nữa thôi. Mình cảm ơn các bạn nha, mình chào các bạn.